Cả đêm qua tôi không ngủ được, ruột gan cứ sôi cả lên. Mình cứ trả lãi như thế này còn đâu lời nữa chị nhờ. Tưởng chỉ vài ngày như lần trước mới dám máu, chứ thế này chết. Hay là tôi gọi điện cho nó nhá, kiểu như là mình hỏi thăm sức khỏe ấy. Thuê bao? Sao lại thuê bao? Để em gọi cho. Alo? Cũng thuê bao này. Thôi chết. Nó. Thắng Đinh. Tôi không thể nào ngờ có ngày trong túi tôi không có nổi 2,5 triệu nữa. Cô có còn chút nào không? Em không ạ. Chị Thu sang chơi đấy ạ? Cô Thoa đây à? Vâng ạ. Thoa. Dạ. Cô có 5 triệu ở đấy không? Có. Em vừa rút để ngày mai đóng tiền học cho cái Nhung. Thế cho tôi vay, mai tôi trả. 5 triệu á? Ừ. Tôi có việc cần. Vâng. 5 triệu cũng vay mình. Ui. Cảm ơn cô nhé. Chị đến xem có zip không? Alo. Định bùng mà dập máy thế hả bà chị ơi? Chị có tiền mặt rồi, chút chị mang qua nhá. Đã 5 giờ đâu. Tốt. Tiền chưa về ạ? Thế liệu ngày mai có kịp đưa lại cho em không? Chưa có, thì tôi vay thằng Đức Anh tôi trả cô. Tôi có quyền của cô đâu. Chắc lép. Em hỏi có thế thôi, làm gì mà gắt thế? Chính chị nói là làm ăn lớn cần có cái đầu nạnh. Lạnh lạnh cái con khỉ, tôi đang điên đấy. Em làm xong việc rồi, em đi về đấy. Đến giờ đâu? Chưa đến giờ thì em cũng về. Chị thích ấy, thì chị cứ giữ lương của em ấy. Thoa giận rồi chị. Kệ, nó quên ngay mà. Này, mấy lần về quê, cô có qua nhà ông bà Tây, bố mẹ thằng Đông không? Từ ngày anh Thái đi tù, em không về quê. Thôi chết, thế mình biết tìm nó ở đâu? Em có địa chỉ của nó thuê nhà trên này mà. Em nghe nói hình như là nó ở trong khu này chị ạ. Ôi trời ơi, lại còn hình như nữa. Chị em mình đúng là sơ suất thật. Đưa cho nó mấy trăm triệu, thế mà chả biết chắc chắn là nó đang ở đâu. Mà không biết là nó ở đâu thật đấy chứ. Cháu ơi. Cháu ơi, cho cô hỏi cái. Hay cô tìm phòng à? Ở đây có ai tên là Đông không hả cháu? Đông à? Có. Hay cô là người quen của nó à? Thấy chưa, em đã nói rồi, làm sao mà nó trốn, chị cứ lo ấy. Cháu chỉ cho cô phòng anh Đông ở đâu với. Thằng Đông á, nó trốn đi đâu biệt tăm mấy tuần nay rồi, đã trả tiền trọ nhà cháu đâu. Bây giờ tiền trọ của nó một tháng là 1,2 triệu, 6 tháng là 7,2 triệu, cộng thêm tiền điện nước là 2,4 triệu nữa, là 9,6 triệu rồi. Thêm tiền vệ sinh nữa là 400, là tổng 10 triệu. Hay cô là người quen nó đúng không? Trả tiền cho cháu nhá. Cô, bọn cô. Bọn cô quen sơ sơ ấy mà. Chị ơi. Chào hai bác, lâu lắm thấy hai bác về quê chơi. Chào bác ạ. Chị ơi, đây nhà nó đây này. Đông ơi. Đông. Đông ơi. Hai bác tìm ai đấy ạ? Chào chị. Tôi tìm cháu Đông. Đông nào nhỉ? Đông mà nó cao cao như thế này này, trắng trẻo, trông xinh trai lắm. Đông qua nhà bà Tây ấy.
Cái thằng Đông ấy, con của chủ nhà cũ. Nhà này bà ấy bán cho tôi từ 8 tổng rồi bà ạ. Thế hai bà cho nó vay tiền à? Thế cũng có người đến đây đòi tiền đó à? Vâng, cứ dăm ba bữa lại có người tìm nó để đòi nợ. Thằng này á, nợ như chúa chổm ý. Cả cái làng này ý, không ai là nó không vay. Thế xác định cho vay ý, là mất bà ạ. Chị ơi. Chị ơi. Thu ơi, tìm nó ở đâu bây giờ Thu? Tìm nó ở đâu bây giờ nhỉ? Nó làm thế nào bây giờ hả Thu? Anh Thành mà biết, anh ấy mắng chị chết mất. Không tìm được thằng Đông thì mẹ con em chết thật đấy. Nợ cũ chưa trả xong, lại thêm nợ mới nữa. Có bán nhà đi, em cũng không đủ trả nợ đâu chị ơi. Đúng là chó cắn áo rách, thằng khốn này. Lại nợ tháng lại sắp đến hạn rồi. Mỗi ngày còn thêm 2 triệu rưỡi cho thằng Đinh nữa. Cố gắng gồng cái lãi, rồi thì mình tìm bằng được thằng Đông. Mà sao em lại mềm muội thế không biết nữa. Để chị gọi điện cho thằng Đinh, xin nó dừng lãi cho mình mấy ngày. Alo. Cho chị chỉ một ngày hôm nay thôi, ngày mai chị sẽ trả chú 2 ngày lãi luôn nhá. Đây có phải là trò trẻ con đâu hả bà chị? Đừng làm khó thằng em, mất hết tình nghĩa đấy. Chậm lãi thì cộng lãi vào gốc rồi tính chia số ấy. Chú dùng dao làm đấy à? Sao mà cứa chị ghê thế? Sợ cứa thì lãi ngày nào đóng ngày đấy đi chị. Thực sự là bọn chị hôm nay không có đồng nào cả, thế mới phải xin chú. Em có cách giúp bà chị đấy. Hả? Thế thì tốt quá, chú nói đi. Em sẽ qua trường của chồng chị, hoặc là công ty của con trai chị. Chị thấy như nào ổn thì bảo em. Không được làm như thế. Chị. Đúng 5 giờ chiều nhá. Có được không chị? Thằng Đông có vợ không? Có ạ. Thế ý như chị nói là có thể nó về quê vợ nó à? Đúng rồi. Thế nhưng mà em biết là nó có vợ, nhưng mà ở đâu thì em chịu ạ. Thế thì đứt đuôi con nồng nọc với con gì. Sao mà lại mê muội đến thế không biết nữa. Tự mình làm khổ mình rồi. Đi đâu? Hôm nay về sớm thế? Chị Giang hôm nay đi có việc, em tranh thủ xong sớm, xin về sớm luôn chị ạ. Vào đây ký cho tôi cái đây. Nhung ơi, mẹ về rồi đây này. Bị làm sao đấy con? Cái gì đây? Làm sao đấy? Tay bị làm sao đấy? Đưa đây mẹ xem nào. Đưa đây mẹ xem nào. Chảy máu rồi con ơi. Áo này là áo thằng Lâm mà. Hôm qua cháu rút đồ lỡ làm rách áo của anh Lâm nên là cháu khâu đền ạ. Này. Dạ. Con gái lớn rồi đấy nhá. Đây, mẹ khâu cho. Thank you.
nên là mẹ để con tự làm nhá. Con thấy mẹ đi làm về mệt rồi, cái này con tự làm được mà. Thôi, để mẹ làm cho. Con phải khâu thế này này, phải lên xuống như thế này thì nó mới chắc. À, lần sau á, con làm cái gì cũng phải cẩn thận, nhớ là không để cho mình bị thương. Mẹ biết á, là con lớn rồi, nhưng mà có vấn đề gì á, con cứ tâm sự chia sẻ với mẹ, nghe chưa? Vâng ạ. Mẹ có kéo à? Nhớ đấy nhá. Đấy, xong rồi. Thôi, mang đi trả cho người ta đi. Em đi đâu đây? À, anh về rồi đấy ạ. Em sang nhà Thu. Mọi hôm thấy em mặc quần áo đi làm trông cứ như là doanh nhân thành đạt ấy. Em cũng sang nhà Thu thôi mà, chứ em có biết làm ăn gì đâu. May quá. Như thế là em cũng nhận ra chân lý rồi đấy. Nhớ 5 giờ chiều nhé chị gái. Thế giới sẽ thật bình yên khi chị em ngồi yên. Vâng. Tối nay không ăn cơm ở nhà. Anh sẽ liên hoan cùng với cả Khoa. À, anh ơi, anh có tiền không? Anh nhớ là tiền sinh hoạt tháng này anh đã chuyển cho em rồi mà. Tiền lương của Thoa. Tiền lương của Thoa? Vâng. Đã trả từ đầu tháng rồi. À, Thoa nó cần ứng chỉ 2 tháng tiền lương thôi. Chồng nó bị tai nạn. Tai nạn à? Vâng. Thế có sao không? Em chưa kịp hỏi, Thoa nó mới nhắn tin cho em. Thôi được rồi, anh sẽ chuyển khoản cho em. Em rút về rồi đưa cho Thoa nhé. Chuyện này là cần gấp đấy. Vâng ạ, việc cần mà. Hôm trước mẹ bảo là mẹ có tiền rồi, xong còn chê tiền con dai biếu cơ mà. Bây giờ mẹ không chê nữa. Con chuyển khoản cho mẹ nhá. Dạ vâng, đây con chuyển luôn. Ê ê, mẹ chưa nói xong. Con chuyển cho mẹ 1 năm luôn nhá. Chuyển luôn 1 năm là như nào ạ? Mỗi tháng con biếu mẹ 5 triệu đúng không? Thay vì chuyển từng tháng thì con chuyển cho mẹ 1 năm luôn, 60 triệu ấy, nhá. Mẹ đang cần tiền làm gì đấy ạ? Bây giờ mẹ phải nói lý do con mới chuyển nhá. Mẹ buồn bán đất, con biết rồi còn gì. Có một mảnh đất đẹp mà mẹ đang thiếu tiền. Mẹ con nói thật chứ, cái việc kiếm tiền mẹ cứ để bố với con lo được rồi. Lướt sóng bất động sản này hay là thôi đi. Bây giờ mà mình lúc được thì cũng vui đấy, nhưng mà om lâu quá thì không bằng mình gửi tiết kiệm đâu mẹ ạ. Mẹ làm nốt lần này thôi. Mẹ chót đặt cọc rồi. Nốt lần này thôi nhá. Mẹ cảm ơn nhá. Dạ vâng. Đấy xong con gửi luôn. Xin chào anh đi công tác sớm đấy à? Cô Thoa đấy à? Cố gắng lên nhé. Hôm nay anh sao thế? Em vẫn đang cố gắng đấy à? Nếu có thiếu gì thì cứ báo cho tôi. Mà 2 tháng thì có đủ không? Ý anh là anh cho em làm 2 tháng nữa rồi thôi ạ? Không, ai lại làm thế? Gia đình nhà cô đang khó khăn mà.
chú bị tai nạn có nặng không? Thế tôi ứng trước 2 tháng lương như vậy có ổn không? Dạ. Thôi, tôi đi nhé. À, dạ. Nếu cô cần thêm ấy thì cứ nói với cả chị Giang nhé. Tôi lo được 80 triệu, tôi chuyển cho cô 40 triệu. Cô trả lãi vì lo cuộc sống của hai mẹ con nhá. Chị xoay ở đâu mà nhanh thế? Chỗ nợ cũ mỗi tháng trả lãi cũng gần 20 triệu rồi. Lại thêm nợ chỗ thằng Đinh nữa. Có còn hơn không? Em cảm ơn chị. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Tôi cũng không biết làm thế nào nữa. À, cô có người bạn nào có thể hỏi vay được không? Chị! À, cái gì đây? Tôi gọi sau nhé. Em sống rất tử tế với chị, sao chị lại chơi em một vố như thế ạ? Cái gì đây? Sao chị lại bảo là chồng em bị tai nạn là sao? Tôi cực chẳng đã mới phải nói như thế thôi. Chị đưa tiền đây, 2 tháng tiền lương của em đây. Anh Thanh đưa cho chị rồi, thì ít nhất chị phải đưa cho em một ít chứ. Đằng này chị để cho em mang tiếng mà không được miếng nào là sao? Chị đưa đây đi. Cô cứ từ từ tí đã. Tôi cũng chẳng muốn như thế. Vào cái thế chẳng đã tôi mới phải lụy đến cô. Thế tóm lại là có chuyện gì mà chị lấy chồng em ra làm lý do để đòi tiền anh Thanh? Lúc khác tôi nói. Chị không nói em không để chị đi đâu. Tôi vay 500 triệu mua đất, mỗi ngày trả lãi 2,5 triệu. 500 triệu? Lãi 2,5 triệu? Sao làm thế nào? Hay là chị nói với anh Thanh đi, để anh ấy giúp. Chứ như thế này à, lấy mẹ đẻ lấy con thì chị chết đấy. Không, không được nói với anh ý. Có phải là chị bị lừa nhiều hơn thế đúng không? Chị trả lời đi để còn gỡ. Chị! Cái sổ tiết kiệm 300 triệu của cái Lan, không biết có lấy lại được không? Cô không được nói gì với anh Thanh đâu. Nghe chưa? Nói với anh ấy là anh ấy bỏ tôi đấy. Sure.